Cô xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay em về rất là nhiều cục đẩy đam A100 hàng nội địa Nhật. Cục này xài điện 100W. Xài điện 100W, có công suất là 240W. Thì anh em thấy em chưa lau chùi còn nguyên bụi luôn nha anh em. 240W điện 100V đẩy đam A100. Cục này em chưa có vệ sinh, tất cả này là đã test chạy ok nhưng mà chưa vệ sinh. Thì hình thức đẹp zin. Thì những cái cục như thế này thì anh em có thể ghép với vần số, chúng ta hát karaoke thì âm thanh nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì đây tại nhiều cục quá em thì không có làm cái clip test cho anh em xem, thì anh em có thể coi những cái clip khác test ở trên kênh YouTube của em có. Thì đây là em chỉ quay cho anh em thấy những cái cục này thôi. Đây là nó bụi, chưa lau vệ sinh, chưa làm gì cả, chỉ cắm điện vô test hát ok là để vậy, giới thiệu đến anh em, chia sẻ đến anh em luôn. Thì ở đây em đã test 7 cục, còn rất là nhiều, thì anh em nào làm số lượng thì liên hệ với em với số điện thoại 0963 721519. Cục này có giá là 1,8 triệu, không bao phí ship, không ship COD nha anh em. Lưu ý giá 1,8 triệu, không bao phí ship, không ship COD, hát hò vô tư. Rồi, cảm ơn anh em, chào anh em nha.